Chị đầu tư bị chê xén xúa vì tạo hình mới ở Thần Ẩn. Ngay từ khi công khai những tạo hình đầu tiên trong Thần Ẩn, chị đầu tư đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có thể nói hầu hết những bộ trang phục trong dự án phim lần này đều giúp nàng Tiểu Hoa làm nổi bật nhan sắc và tiên khí của mình. Tuy nhiên mới đây chị đầu tư lại khiến nhiều người không khỏi thất vọng vì tạo hình mới. Theo đà lần này chị đầu tư diện một bộ trang phục với hai màu xanh hồng làm chủ đạo trên phim Trường Thần Ẩn. Điều đang nói ở đây là thiết kế váy quá rườm rà, với phần bèo nhún ở ống tay, màu sắc cũng bị đánh giá khá xén sẩm. Phụ kiện tóc rối rắm. Đa số cư dân mạng đều cho rằng tạo hình này của triệu lộ tư không đẹp bằng trước đó. Dẫu chỉ có nữ chính triệu lộ tư, nam chính Vương An Vũ cũng bị chê về nỗi tương tự. Bộ trang phục của anh chàng có màu sắc quá nữ tính, khiến nhân vật Nguyên Khải trong nguyên tác Thần Ẩn bị xa lệch. Khi đứng cạnh nhau trong lộ tư và Vương An Vũ khá đóa mắt. Một số bình luận như sau. Tạo hình này nhìn xén sẩm quá, màu sắc cũng loè loẹt. Mấy tạo hình trước của lộ tư đẹp lắm mà, sao lần này nhìn bất ổn. Lời lượt cả đôi luôn, nhìn không ra chút tiên khí nào, đề nghị đổi trang phục gấp. Nhìn tạo hình này của lộ tư cái gì cũng quá, bánh bèo, màu sắc lố, nhiều phụ kiện, tóm lại không ưng. Nhìn Vương An Vũ cũng không cân nổi tạo hình này của Nguyên Khải. Bộ phim Thần Ẩn do Vương An Vũ và chị đầu tư đóng chính, hiện vẫn đang trong quá trình quay. Dự án liên hiệp này dự kiến sẽ được lên sóng vào khoảng cuối năm 2023 này. Vậy bạn có suy nghĩ gì về tạo hình lần này của chị đầu tư và Vương An Vũ? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!